Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về phần quản lý ất vát hay gọi là quản lý bảng vẽ. Nếu chúng ta quản lý tốt sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều lợi thế trong quá trình xử lý file cũng như là in ấn và thiết kế, dễ dàng tạo được sự nhất quán trong thiết kế sản phẩm. Và ngay trong quá trình chúng ta tạo file mới là chúng ta đã có thể tham gia cái thao tác quản lý ất vát đấy. Đầu tiên tôi sẽ tạo file mới và bên cạnh cái thông số này, các bạn có thể tạo ra nhiều số lượng nhiều ất vát, nếu như trong file chúng ta sẽ có nhiều trang hoặc là nhiều phần chúng ta có thể đánh số. Và trong phần more setting này, các bạn lưu ý cho tôi một số các thông số sau. Thứ nhất đó là number of ất vát. Ở đây chúng ta đã có số lượng là 4, các bạn có thể đặt hơn hoặc ít hơn nhưng mà trên 2. Bên cạnh đó chính là phương án sắp xếp bảng vẽ. Có rất nhiều phương án, ví dụ như là sắp xếp theo dạng lưới nhưng mà theo hàng từ trái qua phải. Sắp xếp dạng lưới nhưng mà theo dạng cột, nghĩa là từ trên xuống dưới, sau đó mới từ trái sang phải. Hoặc là xếp theo hàng ngang, xếp theo hàng dọc, xếp theo cột dọc. Bên dưới này là khoảng cách giữa các bảng vẽ. Chúng ta có thể cài đặt thông số ở đây. Bên này là dạng cột, số lượng ất vát nhiều chúng ta có thể chia cột. Bên dưới này đó là kích thước của bảng vẽ, có thể đặt theo một số kích thước mặc định hoặc là chúng ta có thể đặt thông số mới ở bên dưới này, và đây chính là đơn vị của bảng vẽ. Ngoài ra thì chúng ta có thể sắp xếp bảng vẽ theo định dạng ngang hoặc dọc trong phần orientation và độ bù xén của bảng vẽ. Nếu như trường hợp thiết kế, đặc biệt là các trang trong catalog hay là trong profile, thì những cái độ bù xén này tạo ra sự nhất quán giữa các trang của file cho Illustrator. Và sau khi kết thúc quá trình lựa chọn thì chúng ta sẽ click vào Create New Document. Nên như vậy là tôi đã tạo ra được một số lượng bảng vẽ nhất định và có sự sắp xếp quản lý theo thứ tự. Trong phần quản lý bảng vẽ này, chúng ta sẽ thấy rằng khi tôi click vào công cụ ất vát tool, phím tắt là Shift O, ở trong hộp toolbox, cái bảng vẽ mà đang được lựa chọn vào thao tác trước đó chính là cái phần bảng vẽ mà có cái đường viền nét đứt bên ngoài. Còn những bảng vẽ bên cạnh không có phần đóng khung, nghĩa là những bảng vẽ đấy chưa được lựa chọn. Phía trên thanh control đó chính là kích thước của bảng vẽ, đồng thời là tọa độ của bảng vẽ. Chúng ta có thể tạo ất vát mới trong file của chúng ta bằng cách click vào biểu tượng New ất vát. Khi chúng ta đã tạo được số lượng ất vát rồi nhưng muốn tạo thêm, chúng ta cũng có thể click vào công cụ New ất vát này để tạo ra thêm các ất vát mới. Trường hợp nếu như muốn xóa bớt ất vát thì các bạn cũng có thể lựa chọn một ất vát nào đó mà các bạn không cần nữa, sau đó click vào biểu tượng Delete ất vát ở phía trên thanh Control. Trường hợp mỗi ất vát của chúng ta là một sản phẩm khác nhau hoặc là một trang khác nhau, các bạn cũng có thể đánh số trang hay gọi là đổi tên của từng ất vát trong phần Name phía trên thanh Control. Bên dưới này góc trái ất vát Navigation đó chính là phần điều hướng của bảng vẽ. Nếu như vị trí lựa chọn của bảng vẽ đang là ất vát số 1 thì tôi sẽ có thể sử dụng điều hướng này để chuyển sang ất vát khác, từ ất vát số 1 chuyển sang ất vát số 3 hoặc là số 4 để chúng ta có thể thao tác và làm việc với ất vát đó. Lưu ý một điều rằng chúng ta cần phải click vào công cụ ất vát tool thì mới có thể thao tác và chỉnh sửa được với bảng vẽ. Bên cạnh việc lựa chọn các kích thước ất vát có sẵn, chúng ta cũng có thể thay đổi kích thước của ất vát trực tiếp. Thứ nhất đó là chọn cách đo kéo thay đổi trực tiếp bằng tay, bật trỏ chuột vào góc của ất vát hoặc là bên cạnh của ất vát để chúng ta có thể co kéo và thay đổi kích thước của ất vát theo ý chúng ta muốn, hoặc chúng ta có thể gõ trực tiếp về kích thước của ất vát ở trên thanh control. Ngoài ra cũng là lệnh delete ất vát nhưng mà không nhất thiết phải click vào lệnh delete ất vát trên control, mình có thể click vào dấu nhân phía trên góc phải của ất vát để có thể trực tiếp xóa ất vát một cách nhanh chóng. Và để copy ất vát, chọn ất vát sau đó click giữ di chuyển, đồng thời kết hợp giữ thêm phím Alt là chúng ta có thể copy bảng vẽ. Đặc biệt lưu ý trong quá trình chúng ta thao tác với bảng vẽ hoặc là copy bảng vẽ thì tất cả các đối tượng có trên bảng vẽ hiện tại
đều cũng sẽ được copy theo advanced. Ví dụ đây. Và trong quá trình chúng ta muốn copy đồng thời muốn giữ thẳng hàng ngang hoặc hàng dọc thì các bạn có thể song song với việc di chuyển các bạn giữ thêm phím Alt và phím Shift. Lưu ý tận dụng các cái đường Smart Guide, đường gióng thông minh màu hồng. Bên cạnh đó, dựa trên cái sự sắp xếp advanced chúng ta đã tạo ra từ ban đầu, đó là các phương án sắp xếp bảng vẽ. Ví dụ như vừa nãy tôi đã lựa chọn lần lượt từ trái qua phải, sau đó mới là từ trên xuống dưới. Bây giờ tôi cũng có thể thay đổi vị trí trên dưới trước sau của advanced bằng cách sử dụng bảng advanced. Trong phần bảng điều khiển, chúng ta cũng có công cụ để điều khiển advanced. Chúng ta cũng có thể thay đổi vị trí của các advanced. Thứ tự ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến việc quá trình xuất file, xuất ảnh hoặc là in ấn. Nó sẽ dựa trên các cái thứ tự này, 1, 2, 3 này, để nó sẽ in ra trước hoặc sau. Nếu như muốn, tôi có thể thay đổi vị trí bằng cách click, nắm giữ và di chuyển vị trí của Adblock theo ý tôi muốn. Giả dụ như bây giờ Adblock số 3, sau khi tôi di chuyển nó đã trở thành vị trí số 1, hoặc là Adblock số 1 tôi có thể kéo và di chuyển xuống cho nó trở thành vị trí số 6. Nghĩa là nó sẽ là thứ tự số 6 trong tất cả 6 Adblock này. Đôi khi chúng ta muốn ẩn hoặc hiện bảng vẽ, hoặc là chúng ta lỡ tay ẩn mất bảng vẽ thì có thể vào đây để lấy lại hoặc là ẩn nó đi, chính là phần 2 AdWords. Trong trường hợp này khi chúng ta sử dụng lệnh 2 AdWords thì tất cả các AdWords đều biến mất mà toàn bộ giao diện cũng như là màn hình làm việc của chúng ta nó sẽ trở thành vùng trắng lớn và rộng. Nếu như tôi muốn hiện lại AdWords, tôi sẽ vào đây show AdWords lên. Phím tắt của nó chính là Ctrl Shift H. Như vậy là tôi sẽ trở lại chế độ làm việc với từng AdWords. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thao tác để dán Adwords vào nhiều bảng vẽ trong cùng một file. Giả dụ trong quá trình thiết kế sản phẩm nhận diện thương hiệu, chúng ta muốn gắn logo vào trong cùng một vị trí ở nhiều trang khác nhau. Vậy thì tôi có thể sử dụng cái thao tác này để dán biểu tượng hay là dán đối tượng nào đấy vào bất kỳ một cái vị trí nào mà tôi muốn. Ví dụ ở đây tôi sẽ lấy một cái logo có sẵn. Sau đó tôi paste sang đây. Chúng ta sẽ dán cái logo này vào trong nhiều Adblock. Thao tác dán Adblock vào nhiều bảng vẽ này, mục đích của chúng đây chính là để duy trì sự nhất quán giữa các layout hay gọi là giữa các bảng vẽ. Cụ thể chúng ta sẽ sử dụng các lệnh copy và paste trong mục Edit trên thanh menu. Tuy nhiên, thông thường chúng ta sử dụng lệnh Ctrl V hoặc là Ctrl F, Ctrl B để paste tại một vị trí và phía trên hoặc phía dưới của đối tượng gốc. Tuy nhiên, chúng ta chưa thao tác với một lệnh dán đối tượng vào một vị trí hoặc là cùng một vị trí nhưng trên nhiều Adblock. Phím tắt của các lệnh này đó là Ctrl Shift V và Alt Shift Ctrl cộng V. Thao tác của chúng ta bắt đầu như sau. Chúng ta sẽ copy một đối tượng bất kỳ sử dụng lệnh Ctrl C hoặc chúng ta cũng có thể vào Edit vào Copy. Sau đó sẽ chọn một bảng vẽ bất kỳ trong menu điều hướng bảng vẽ. Tôi sẽ chọn bảng vẽ số 1 chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ paste đối tượng. Tôi sẽ vào Edit và paste đối tượng vào một cái vị trí bất kỳ đâu đấy. Tiếp theo tôi sẽ chỉnh sửa đối tượng vào một vị trí nào đó mà tôi mong muốn hoặc là kích thước tỷ lệ mà tôi cảm thấy vừa ý. Ví dụ tôi sẽ đặt nó vào đây. Tiếp tục tôi sẽ thực hiện lệnh Edit Copy. Sau đó tôi sẽ chọn một bảng vẽ ngoài cùng bên trái vào lệnh Edit Paste in Place. Đây là lệnh dán đối tượng vào một vị trí tương ứng trên bảng vẽ khác. Tuy nhiên bây giờ chúng ta có 6 bảng vẽ. Vậy thì tôi sẽ thực hiện lệnh tiếp theo đó là File Edit Paste on all Adblock. Nghĩa là dán đối tượng đã được copy sang một vị trí tương ứng trên nhiều bảng vẽ. Lập tức các bạn sẽ thấy tất cả các bảng vẽ của chúng ta đều được dán đối tượng đó tại cùng một vị trí và đồng thời. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần thao tác và quản lý bảng vẽ. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.